và mùa hè nắng nóng oi ả, nhà chúng tôi cần có đá ngay. Vào buổi chiều nóng nực, bạn bè của mẹ đến nhà chơi. Mẹ thích phục vụ cà phê mát lạnh cho bạn bè của mình. Ôi chao, sắp hết đá rồi, phải mất thời gian để làm đông đá. Vì vậy không còn cách nào khác ngoài việc mua đá ở cửa hàng tiện lợi. Thật may là các cửa hàng tiện lợi đều có đá. Không được, đá sẽ tăng hết khi từ cửa hàng về đến nhà. Tối muộn, bố vừa đi làm về. Bố đã mua bia trên đường về. Ôi chao, lại thiếu đá rồi. Ok. Nước mua về cũng hết sạch. Rất tiếc nhưng không còn cách nào khác là uống không đá. Bia không lạnh có vẻ không ngon. Mẹ, bố, hãy đặt một máy lọc nước tạo đá Sanita trong nhà của mình đi. Khi muốn đá tinh khiết, có thể uống ngay lập tức. Giờ đây không phải chờ đợi đá đông, không phải vất vả đến cửa hàng tiện lợi nữa. Bạn bè của mẹ tôi cũng rất ghen tị. Tôi tự hào về ngôi nhà của chúng tôi, máy lọc nước tạo đá tiệt trùng Sanita.